Dạ, mến chào tất cả quý cô chú và anh chị đã quay trở lại với kênh Nhà đất Thảo Đi Phát. Ngày hôm nay thì Thảo đang đến tại không gian một căn nhà nằm trên đường Vườn Lài anh chị ha, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Hãy trục đường Vườn Lài, khu vực rất là tiện ích cực kỳ anh chị, tiện ích cực kỳ nhiều luôn, và khu này dân trí rất là cao. Căn nhà mình là một căn nhà mới gì ha, mới đẹp và anh chị ở ngay anh chị ha. Với không gian là bề ngang là 4 mét, bề dài là 16 mét vuông vức anh chị ha. Nhà gồm có công năng là một trệt, hai lầu, sân thượng rất là công năng, gồm có 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh riêng biệt anh chị ha. Không gian nhà mình anh chị thấy này, rất là rộng rãi, rất là đẹp luôn. Và bây giờ Thảo Địa Phát xin mời tất cả quý cô chú và anh chị mình cùng nhau tham quan căn nhà này anh chị ha. Đây căn nhà mình đây anh chị ha. Đấy, một căn nhà nằm trên đường Vườn Lài, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh anh chị. Khu vực này là một cái khu phân lô anh chị. Đường Vườn Lài, Tân Thành, rồi các cái khu mà bên khu phân lô của khu vực phường Tân Thành anh chị, phường Tân Sơn Nhì đó, khu này rất là VIP luôn anh chị xem này. Tổng quan căn nhà mình chị ha, có một cái không gian phòng khách bên này đấy, rất là rộng rãi, rất là thoáng. Tổng quan thì cầu thang nhà mình được thiết kế hình sáng ốc anh chị ha, nên một cảm giác một không gian rất là mềm mại anh chị đấy, cực kỳ đẹp luôn anh chị ha. Khu vực này thì nó có một cái tường giấy dán tường anh chị, tạo một cái không gian cảm giác decor rất là hòa hợp với không gian của thiên nhiên. Đây, một cái không gian khán phòng, phòng khách cực kỳ đẹp anh chị, cây xanh kết hợp rất là đẹp anh chị. Bởi vì là nhà mình với diện tích là ngang 4 m, dài 16 m, anh chị thấy cái công năng rất là đẹp, rất là rộng rãi anh chị. Phía trước nhà thì anh chị mình có thể là đậu đỗ xe hơi thoải mái luôn. Đây là khu vực và không gian của cầu thang anh chị thấy không, kết hợp với không gian phòng bếp anh chị đấy, cực kỳ đẹp luôn ha, rất là rộng anh chị, hệ thống bếp rất là rộng. Trên đằng nhà mình thì là phong thạch cao, được thiết kế cũng rất là bắt mắt, rất là hiện đại, nhìn mà mê ly luôn anh chị. Ở khu vực này thì gia chủ mình có thiết kế gỗ anh chị, ốp lát và tạo hiệu ứng một cái không gian để anh chị có thể là mình để rượu này kia, hoặc là trang trí các cái đồ dùng vật phẩm. Một cái nhà trên đường Vườn Lài mới đẹp vào ở ngay anh chị, giá hiện tại chủ đang chào bán là 6 tỷ 9 anh chị ha. Đấy, không gian bếp anh chị thấy cái tủ này anh chị là anh chị biết rồi, hay gỗ này là gỗ tốt anh chị ha, chứ không phải là ba cái đồ ván ép này kia đâu. Không gian ở khu vực giếng trời anh chị ha, này thì có một cái đá cẩm thạch được ốp lát vào tường nữa, này là một không gian rất là đẹp. Phía trên đây là hệ thống dầm cột rất là kiên cố, có một cái hệ thống giếng trời thông lên tất cả khoảng tầng trên anh chị thấy không, này rất là đẹp, rất là thông thoáng. Khu vực nhà vệ sinh thì cực kỳ rộng rãi luôn, như cái sân bay luôn anh chị, gì xem này đấy, rất là thoáng và mát. Hệ thống điện thì đều là điện năng lượng mặt trời hết rồi anh chị coi nè, nhà mới đẹp vào ở ngay, không cần phải sửa sang gì hết. Thảo Đi Phát xin mời anh chị cùng nhau đi với Thảo để lên tham quan khu vực ở lầu trên nha. Đấy, không gian anh chị xem này, cái gạch men màu ốp lát hình thức kiểu này thì Thảo thấy cũng rất là hiện đại anh chị ha, được kết hợp với không gian màu vàng làm cho như là một hình cung điện anh chị. Với một cầu thang hình sáng ốc này thì bây giờ các cái nhà đời mới bây giờ rất là ít khi thiết kế như vậy, đa số là những cái nhà kiểu xưa, nhưng trong khi căn nhà mình là kết hợp được cái sự hoài cổ cùng với không gian hiện đại, tạo nên một cảm giác rất là mới mẻ cho căn nhà. Không gian ở khu vực lầu 1 anh chị, một cái phòng ngủ ở lầu 1 rất là đẹp. Trên này nó có một cái đèn ngủ anh chị rất là dễ thương anh chị không? Đấy, rất là dễ thương luôn ấy. Đấy, nhà mới đẹp vào ở ngay. Một cái khoảng không gian cửa kính phía trước anh chị rất là rộng rãi, bao thoáng luôn. Cái này mà buổi tối anh chị có thể là mình mở ra thì không gian gió và thoáng mát cực kỳ luôn. Tất cả cái hệ thống mà điện đều đi âm anh chị ha, và trừ cái hệ thống máy lạnh anh chị thấy không? Đấy, máy lạnh đi âm hết rồi.
nhà rất là mát, mới đẹp vào ở ngay. Không gian nhà vệ sinh anh chị coi nè, trời ơi, cái nhà vệ sinh gì đâu mà vô đây mình bơi bay luôn anh chị. Thiết kế nhà vệ sinh quá rộng rãi luôn. Đấy, cực kỳ rộng rãi. Điện nước rồi, quá mê ly. Đây, khu vực đây là một cái khán phòng anh chị ở phía sau anh chị ha. Đấy, phòng phía sau cũng rất là mới đẹp vào ở ngay luôn. Wow, rất là công năng. Phía bên này thì đã có một không gian của dưới trời anh chị, thông gió ở đây, cảm giác rất là mát. Này, hệ thống máy lạnh đều được đi âm. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau lên tham quan khu vực ở lầu 2 anh chị ha. Đấy, cho anh chị xem tổng quan cái cầu thang hình xoắn ốc của mình này. Đó, rất là đẹp anh chị ha. Đây là khu vực không gian ở lầu 2 anh chị ha. Đấy, rất là công năng luôn. Phòng ốc này kia được thiết kế cũng rất là rộng rãi, tương đương ở cái lầu 1 anh chị. Nhà mình thì nằm ngay khu vực đường Vườn Lài, phường Tân Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh chị ha. Từ vị trí nhà mình thì anh chị về bên khu vực của Tân Bình này kia rất là gần anh chị. Về bên Tân Bình và quận 10 rất là gần. Căn này rất là phù hợp để cho anh chị mình mua về mình ở ngay và luôn. Và anh chị là có hiểm trước nhà mình là hiểm xe hơi thì anh chị có thể là đậu đổ khu vực vị trí này, rất là thoải mái, rất là tiện ích luôn. Đấy, tổng quan cái không gian khu vực phòng cho anh chị xem. Đây là một nhà vệ sinh nữa anh chị thấy không? Đấy, rất là rộng rãi. Đây là cái không gian khán phòng ở phía sau anh chị. Đấy, rất là mới, rất là đẹp. Có bên phản giết trời cũng rất là mát. Chỉ với giá 6 tỷ 9 thôi thì anh chị mà anh chị tìm nhà bên khu vực quận Tân Bình anh chị rất là hiếm. Hiếm nhà bán, mà trong khi bây giờ chỉ với 6 tỷ 9 anh chị có thể mua ngay được một căn nhà nằm trên đường Dương Lài, quận Tân Phú. Dương Lài thì nó gần ngay Lý Ông Bích anh chị. Anh chị về bên Tân Bình cũng rất là gần. Đấy, trong khi căn này giá rất là tốt anh chị. Giá thì chủ còn thương lượng. Đấy. Khu vực này thì có một con nhà vệ sinh anh chị ha. Một nhà vệ sinh bên này. Một phòng phía này. Và phía sau thì nó có một cái khoảng không gian của giếng trời anh chị. À, anh chị xem này. Rất là rộng rãi phía ngoài ha. Thảo sẽ đi lên cái khu vực phía trước sân thượng cho anh chị xem này. Đấy, nhà mới đẹp ở ngay. Này thì anh chị có thể là mình bố trí một cái phòng thờ thế này cũng được. Đây là khu vực không gian của sân thượng. Đó, rất là mát luôn chị. Chị thấy không, nhà mình đa số là khu vực bên này là cao tầng hết rồi. Đường xây cao tầng san sát nhau. Wow, gió này mát đã luôn anh chị. Khu vực Dừng Lại này rất là VIP anh chị ha. Nhà cửa san sát nhau hết. Quý cô chú anh chị nào mà mình có nhu cầu muốn mua căn nhà này ở nằm trên đường Dừng Lại với diện tích là ngang 4 dài 16 vuông vức, nhà một trệt hai lầu sân thượng, công năng gồm có 4 phòng ngủ và 5 nhà vệ sinh riêng biệt, thì liên hệ trực tiếp đến ngay số điện thoại của Hảo Địa Phát trên video ha. Rồi, Hảo Địa Phát cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị đã theo dõi video. Hiểm trước nhà mình là hiểm xe hơi, một sạc ra mặt tiền đường anh chị ha.